Yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình, Gian đây. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game kinh dị. Và đó thì đang nổi về từ về tháng trước và để có chapter 2. Nhưng mình mới chơi chapter 1 nên là sẽ quay này. Đó chính là Puppy Playtime. Và chắc cũng như bạn đã biết rồi ha. Thế mà mình sẽ chơi nó. Và giờ bắt đầu nè. Và nếu các bạn thấy thích video này, các bạn có thể nhấn like hay subscribe để mình có thêm động lực để làm thêm những cái video kinh dị hay gì đó nha. Bây giờ bắt đầu. Gì đây? Chapter 1. Một cái chèm nhỏ. Ô, hình như mình là nhân viên của công ty Playtime. Rồi mình sẽ quay trở lại cái công cái nhà máy sau nhiều năm mọi người biến mất rồi. Thấy không? Trên new game à. Gì đây? Oh no. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Poppy bị nói hả? Just watch. Poppy Playtime! Poppy is as lovable as a real girl. And she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. Sẽ cái mặt ổng đây rồi. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Oh no, thôi, skip. Rồi, bắt đầu trò chơi nào. Rồi. Ui, một trăm nhiều máy quá. Ủa, không ra được kìa. Wow. Rồi, để xem. Ô, welcome. Wow. Xem chỗ này lâu năm mất không, bây giờ còn bật điện ha. Cá ở trong đây được đâu nè. Đi nhé. Nói chung là mình sợ tất cả mọi thứ. Cái đây. Tap to view item. Ủa, nhắn tap to view item sao? Nó bao mà. Ồ, trong đây chỉnh à. Do mình chỉnh đồ thấp xuống rồi. Mình đặt đồ tối vậy luôn. Mình không có sợ mà. Chắc vậy. Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, vậy là một cái điều, cái tấm này thì bắt đầu một cái đóng toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Okay. Ui dồi, mình thấy nó hơi đờ đờ. Mình bật ra đồ họa xấu liền à. Ok. Như đỡ rồi. Ok, giờ mình đi đâu? Ở kia. Cái nút gì đây? Hình như mặt mẹ à. Có phải ở đây không? Ở tùm lum. Thôi mình về đường lúc nãy kia. Let's go. Ủa, tí gì đó. Ủa, cái tàu kìa. Hình như nó có màu kìa. Cái gì trong này à? Rồi, cái này cái gì đây? Gì đây? Đỏ, vàng, hồng, xanh đúng không? Ok. Đỏ, vàng, hồng, xanh. Ok, mở rồi. Ui trời ơi. Sau nhiều năm mà sao chỗ đây ít ẩm mốc vậy ha. Chia được đây bao nhiêu à?
đấy. Playtime. Oh, đi Playtime. Yeah, grab back. Sao giống như grab hút vậy ha? À, mặt nó vô như Belo à. Nắm giữ hai cannon. Nhắn đỡ bắn, nhắn là đỡ rui. Chỉ được lấy mấy cái nhỏ à. Không được bắn vào công nhân à. Ui giời. Bay đâu. Đấy. Ủa cái đang tránh địa được à. Thế kia. Grab up à. What the hell. What the time? Play tempo. Khi đây. Như grab up đúng không. Ồ được cao. Ủa xe có cá nha. Xe mình nhớ trong này có nhiều lắm à. Hai cá đúng không. Ồ cái đây. Ồ cái nhỏ. Ui giời. Cái màu xanh mà, giờ làm gì? À, tự nhiên. Ok. Giờ đây, giờ đây. Ủa sao vậy? À, được rồi. Ui dồi. Đòi biết đâu ra này. Máu à? Thôi cờ. Ô. Ui dồi mở cổng á. Sao tiếng sợ dữ nha. Mình thấy cái tiếng hơi sợ lắm á. Cái gì đây? Con mi à con nào? Con này trong đồ mở đầu đúng không? Nhìn giống như lên mặt chính của cái công ty này sao? Nhìn thấy nhiều mà chúng. Cái gì đây? Ô, hình mấy con đây à? Quá, xem mặt đi, xem nó mặt. Ơ ảo vậy? Sẽ có máu rồi kìa. Gì vậy? Ui rồi. Sao mấy hộp này nhìn gì vậy nha. Gì vậy? Thật cờ nó. Ô. Nghe cho bé bị gì vậy? Không được à? Kìa. Rồi hai tay kìa. Rồi thêm tay nữa. Ơ kìa. Ơ cái gì kìa. Vơi. Ủa nó tự lấy hay sao mà. Hôm nay nhìn hơi sờ sờ nha. Thôi một cái vô phòng đấy. Ever. À, xin du. Sẽ tối chữ. Đóng cửa, đóng cửa. Sợ quá, sợ quá. Con này biến mất cái, sợ gì. Ui, sẽ tối vậy nha. Gì đây? Đây một cành. Cái gì? Ô! Gì đấy? Cứ đơi vậy nha. Ô! Mày dính vô... À, y hệt như trong bài kéo à. Vậy. Trong cái tờ lúc nãy nó nói. Đây. Chém. Rồi. Chạy đi rồi đúng không? Đi xe. À, đây phòng bật cung điện à. Ok. Ok. Ui ô máu. Xịn. No. This is not okay. No. Ok á. Con kia đâu rồi? Con kia đâu rồi? Oh, shit. Tôi sợ sợ nha. Đợi. Hello.
mà là không nên nói với tư này nhưng mà ôi ô các bạn có thấy không ơ ơ kìa hơi hình như hơi sợ nha ui khu hồn à cũng cái nhạc kìa mình đang ở nhà mình phải đeo tai phone này chứ hơi hơi cay quá hơi sợ ấy ok trên cái băng được kìa coi được cứ mình đi cho xem hết ghi xe à hãy nhớ là có giải leo à oh, gì đây What is? Cái gì đây? Ô oh, hình như mình gắn mấy cái này vô hay sao? Đúng không? Chết. Ui. Ô chỗ này còn máu. Ô oh, là mình lấy mấy cái này hay sao? Con này mà nhìn hơi sợ sợ. Con này bay đâu hả? Hey, oh no. Ốt, bánh gì á? Chạy xe đây. Mấy gì? Đi con. Cái này. Ô, tí gì đấy? Rồi. Còn thêm cái. Đây. Có thêm cái ở đâu? Cái gì vậy? Bây giờ mà không mè hù đây là sợ thật chất ạ. Ô ok đi sao luôn cái cửa gì đây mở cẩn thận ui giời ơi ô được lúc này thôi không dám đi mình ghé đây rồi luôn ạ thế đấy. Every eye. I couldn't tell you. Remember when maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this stupid company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage and shit. Right. I get it. It's a nice program and a lot of brand. Look, I want to hear it, just yeah. Just hard to be happy about it with manufacturing on our necks about it, because we can't fight stupid hockey boxes. Rich. Oh, you're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more habitable. Is that even a word? Habitable. Okay, ơi trời nha. Mất kia hợp hết ghi đi ra mất nè. Mấy giờ hết ghi bay hết à? Nhưng mà cái này ô xin kia đóng rồi ê tôi sợ nha ok đủ rồi như cái grab bag màu đỏ đúng không nhỉ cho mình bật đồ xấu nếu mình bật xấu hơn nữa là chắc cũng không thấy gì đâu ha ok hứa đúng mà ui dù mình hơi sợ nha đâu còn đây đâu ra có mình không lấy được kìa ơ à tưởng gì vậy quay quay chỗ này sẽ như sợ dữ ô cái crap đó à cái này ô oh, ok now help now help à ok ok understand
Ồ, chờ lúc này à, đúng không? Không phải, không phải. Ok, understand, understand. Cái này đúng không ạ? À, kén điện rồi kìa. Ở kìa. Không được. Vô select quá. Không có chuyện mấy mình cùi. Sorry, mình mặc đồ rồi rồi đó. Nhìn đỡ xấu. Các bạn nhìn đỡ chứ sao. Ok, ok, ok. Oh, oh, oh my god. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Xem mình đi một vòng mặt dưới ha. À, trời ơi. Ơ à. Ủa, chạy được rồi. Ủa, có con đèo hù đó. Đóng rồi. Ôi nó, ôi nó. Ôi, ôi. Gì đấy? Ê. Ủa, cái đó gì á? Ui dồi. Cái gì bở à? Cái gì đấy? Deep Bever. Còn Bever. Ok, ok. Ok, bật chỉnh lại. Ok, ok, ok. Ok. Ồ, oh, no, chắc mình cho mình chỉnh mấy cái mình lại quá. Vậy cái nhạc kìa. Có con này ở đây. Không à, ok. Như đây. Không có lên được kìa. Ôi, ghi nhạc sợ kìa. Oh no, oh no. Gì đây? À, ok, ok. Okay. Take my hand. Bây giờ mình gắn dây nữa hay sao ấy? À. Hứa. Ồ, mình nhảy vậy được kìa. Cần cái đá chi nhỉ? Ok. Ui dù. Xe điện giật dưới nha. Điện giật hơi căng. Bay xịt à. Không hiểu sao mấy mình lại đơn như thế này. Nhảy xuống được không nha. Cái spy là mẹ. Tụi mình xem thử nha. Ok. Spider-Man. Chưa đai, chưa đai. Ok, ok. Nó chia nhiệt lượng xuống đây đúng không? Vậy làm gì? This. Không được. Ok, đây được mà. Ok á. Ok á, why? À, we need bevel on, bevel on. Ui. Here it is. Ủa, nó nhìn thấy mình kìa. Nhìn mặt bừa cực kỳ. Nhưng mà làm gì? Hứa. À. Ok, đây, đây, đây. Không có chưa, không có được. Chán nha. Why? Ui. Mấy đứa ô mẹ này.
có con này nó hiểu là chết chết đấy. Cái gì ấy? À, tô mộc. Mày nhìn mặt con này xem nó tỏi vô nhá. Thế chứ sướng sướng là mà nhà máy của Sunlam đẹp nhỉ. Ok. Mình câu này rồi. Ok, để help. Chạy chưa? Mình không có chiếc gì hết rồi. Gì đây? Nobody lives with a toy. Không có ai được rời mà không có một đứa chơi à. Ô, công ty vui nhộn nha. Ok. Gì đây? What's he have? Ô, người ta có thở. Nuôi chỉ một con à? Xin. Ui dồi, nhìn cái màu đen đó, nhìn cái á. Ô, ok. Ờ, nhưng mình nghĩ nó chăm xe luôn. Mình nghĩ đoạn này chăm xe luôn, có cái con gì to ra. Hứa. Ô, hai tay ông vừa. Hứa. Ô. Ok, giờ mình đi rồi. Ô, rồi. Không phải là mình để xem, nhưng mà mình thấy chăm xe luôn vậy, mình thấy hứa hồn ấy. Ok, chuẩn bị tập lý. Ok, sao mấy đâu vậy? Trời ơi, cái đồ hóa. Ơ, mình đi lúc này đúng không? Sao mấy đâu kìa? Sao mấy lại đâu kìa? Oh my god. Ok, vài phút chưa được. Ok. Đây. Ok. Trời ơi, đường cục. Trời ơi. À, dễ mẹ. Sao lại chơi gì vậy nhỉ? Bro! Super Idol The Show. Kìa. Sao mình đi không được? Ok, lại lần nữa. Lúc này em bị lỗi rồi. Ok, run. Trời ơi, kìa. Do mình bật đồ hộp xấu đấy nên nó phải chạy kiểu này. Run. Run đi. Run. Còn đó. À, mình nhớ được rồi nha. Run. Come on, fast and furious. Hứa chút được phát lắc. Ở đây. Chưa bị chậm. Sẽ chỉ chậm rồi. Okay. Inside. Oh, again, fuck.
quá gì đấy. Oh, ui giời. What? Sao mình ném kia về bắn nó vậy? Nó rơi rồi. Chết rồi. Oh, hu hô. Oh no. Đi à? Nó rơi xuống vài cái cột luôn. Ủa, nó rơi xuống tùm lum cột luôn. Why? Vượt sau. Chắc nó đang. Ok, cảnh giác tiếp. Đường này đây. Nó phải leo lên mấy cái này nữa. Đang. Mình đã không muốn nó đơ đâu nhỉ. Oh, chuyên cái banh rồi. Nó kêu mình không có banh. Thôi cửa. I don't see. Ơ, có banh. Trời, nãy giờ mình không thấy. Ok, ok, banh. Final lock. 1006 cái máy đây. Đi prototype. Chiến gì rồi đấy. Tiếng lè, tiếng lè đâu đây đó. Tiếng lè trong video rồi. Oh no, bị đi thí nghiệm gì đấy. Các bạn hết ghê không? Nhưng mà trong đó có cái tay. Nó nghĩ nó không giống cho nó. Nên hảo. Ok. Ok, chữ bông hoa à. Lúc này mình skip. Hình như mình nhớ trong xe đưa có à. Mình lười đọc chữ. Mình lười đọc mấy cái đoạn đầu. Đợi. Không đai. Cái đây nhẹ gì đó. Cửa đó mở rồi. Cái nhẹ như rờn rợn. Toys. Màu đó. Oh, mòm nếp tính. And you are girl or a gay? I don't know. Một thứ. Oh. You opened my case. À, mở luôn. Oh, end game rồi. Wow. Oh, vậy là end luôn. Ok. End game. Game này cũng rất là hay. Cuộc câu chuyện thì chắc trong công ty mất hết cười về mình là công nhân phải vô trong công ty. Và có thể là các bạn sĩ có thể là comment những cái tự game công chuyện khác đối với mình có thể chơi. Thì mà nếu có thể được do mình rất sợ ma. Và giờ xin đi các bạn và tạm biệt. Mình sẽ quay team chapter 2. Goodbye.